Vâng, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về Tử Vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý vị, đón lành, lánh giữ, có được một tháng đầu năm, nhiều may mắn, vạn sự cắt tường. Tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, là tuổi con rồng, thuộc mệnh thổ, xa trung thổ, nghĩa là đất lẫn trong cát. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tuổi Bính Thìn có điểm báo, trong tháng xuất hiện nhiều đối thủ, nhiều người cạnh tranh, và cũng đồng nghĩa với việc bạn có thêm người đồng hành, sát cánh bên mình trong công việc. Người tuổi Bính Thìn rất hợp với, giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn. Bản mệnh tuổi bính thìn, nên lựa chọn ngày giờ nói trên, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi cho tuổi bính thìn, sinh năm 1976. Xem tử vi thấy rằng, tuổi bính thìn là những người thông minh, tài trí, phóng khoáng, và thích tự do, cuộc sống dưới con mắt của họ lúc nào cũng tươi đẹp, và ngập tràn màu sắc, rất ít khi tuổi bính thìn buồn phiền, lo âu, hay thiếu thốn bởi từ thuở nhỏ, họ đã có cuộc sống sung sướng, đầy đủ, khi trưởng thành bính thìn dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, và phát triển sự nghiệp. Họ biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, không bao giờ có thái độ chán nản, bất cần, đa số những người tuổi này, đều gặp nhiều may mắn, dù không có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng cũng không phải chịu cảnh, vất vả, thiếu thốn. Là người có tấm lòng nhân hậu, bao dung, bởi vậy, bản mệnh tuổi bính thìn được nhiều người yêu quý, và được hưởng tuổi thọ cao, từ 80 đến 95 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người thì cuộc đời tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Tuổi Bính Thìn là người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, nhưng trong cuộc đời có ít cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, ban đầu công việc còn nhiều khó khăn, chắc trở phải tự mình giải quyết, nhưng càng về sau, sự nghiệp càng thăng tiến và từ 30 tuổi trở đi, bản mệnh tuổi bính thìn, gặp được nhiều may mắn hơn, những khó khăn trong công việc đã được khắc phục, đây là thời kỳ thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn, tạo nên tên tuổi cho bản thân mình, gia đạo nhìn chung, yên ổn, êm ấm, không gặp phải điều xui rủi. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn gia đình gặp nhiều khó khăn, căng thẳng, gây mất hòa khí với người thân, với vẻ ngoài thanh lịch, người này dễ tạo được thiện cảm với người xung quanh, đặc biệt là người khác giới, bởi nụ cười luôn dạng người trên môi. Từ vi tháng đầu tiên của năm quý mão, người tuổi bính thìn lại có vận trình không được suôn sẻ cho lắm, khi ngũ hành cung mệnh lâm suy, vận mang lại nhiều bất an cho bản mệnh. Đầu tháng tỷ kiên lâm suy, khiến bản mạng đối diện với vận cạnh tranh mạnh mẽ, cuối tháng có chính ấn cũng gây ra sự bất hòa với nguyệt lệnh, khiến nhiều chuyện rắc rối bám thân. Cát tinh không có, người tuổi bính thìn, sinh năm 1976, nên nghỉ ngơi trong tháng này thì hơn. Tử vi tháng 1 năm 2023 âm lịch tuổi bính thìn 1976 nhận thấy, vận trình trong tháng khởi đầu năm mới, không ổn định, có lúc lên bỗng, nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm, vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan, lơ là, vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát. Về sự nghiệp dưới tác động tích cực của Tam hội, giúp cho sự nghiệp của tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 1 năm 2023 phát triển khá thuận lợi, thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Bạn hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Trên phương diện tài lộc tháng này, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn làm quen được với những đối tác khách hàng triển vọng, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp thu về khoản tiền không nhỏ. Tháng 1 năm 2023, dù nguyệt lệnh Lâm Mộ đem lại cho bạn ít nhiều tác động tiêu cực, song bạn cũng cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tế, trở nên trì trệ thiếu cố gắng. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 tuổi Bính thìn 1976 về phong thủy Hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Đông. Hướng xấu nằm ở vị trí trung tâm căn nhà, bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà yên tĩnh sạch sẽ, hứa hẹn sẽ mang lại sự giàu có. Và may mắn là hướng Bắc còn hướng Đông sẽ đem lại sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng Đông Nam, Tây Nam và hướng Tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi bính thìn, sinh năm 1976, đầu tháng công việc khá bất lợi, tháng này người tuổi bính thìn, không được nguyệt lệnh ủng hộ, lâm suy vận, cách làm việc có phần chậm chạp, không nhanh nhạy, tháng này không có việc nào hoàn thành trọn vẹn, tinh thần yếu nhược, thiếu sự thăng tiến, làm gì cũng ngại và biện lý do để trì hoãn. Nếu không thức tỉnh sớm thì sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 sẽ xuống dốc không phanh. Đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tháng tỷ Kiên Lâm suy vận e là không có nhiều may mắn, vì tỷ Kiên trong bát tự đóng một vai trò vừa giúp đỡ ta lại vừa bài trừ ta, nó có ý bạn xuất hiện nhiều đối thủ, nhiều người cạnh tranh và cũng đồng nghĩa với việc bạn có thêm người đồng hành sát cánh bên mình trong công việc. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông, sẽ gặp nhiều thuận lợi, trong công việc nhất bạch tham lang, ngự hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo, tứ lục, mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc. Về mặt tài vận Đầu tháng đầu tiên của năm quý mão là tháng dần âm lịch, tài vận tháng này của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, không được lý tưởng, tiết khí ganh ghét, khiến vận trình lâm vào suy địa, tư duy trì trệ, không nhanh nhẹn, khiến bạn trở nên ghét các con số, nó khiến vận tài chính của người này thay đổi theo chiều hướng xấu, người tuổi bính thìn, luôn dậm chân tại chỗ tính cách thiếu tinh thần lạc quan, nên động lực kiếm tiền dường như không có. Tử vi tuổi bính thìn 1976, tháng 1 âm lịch, mặt tài vận của bạn cũng không được tốt, với điểm báo tỵ kiên suy vận, nó báo hiệu sự vất vả, chạy vậy khắp nơi, để có đủ tiền trang trải cuộc sống, đồng thời lòng tự tôn quá lớn, khiến tuổi bính thìn 1976, rất khó để thỏa hiệp, hay hợp tác với bất kỳ ai, vận tiền bạc vì thế mà bị giam cầm mãi mãi những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam hoặc phòng ngủ ở hướng này thì cần tránh đi chơi khuya hãy đến những nơi xa lạ những nơi có nhiều âm khí ngôi sao thất xích phá quân ngự tại đây cũng mang tới sự phản bội trong công việc tài chính bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ nhé về mặt tình cảm bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão lúc này tình cảm của người tuổi bính thìn khá truyền thống về mặt cảm xúc Người có thực thần, sống thiên về các giá trị văn hóa cũ, bạn coi trọng đạo đức, lối sống, có nề nếp, bạn luôn mong chờ một đoạn tình cảm đi từ tình bạn lên, hoặc một mối quan hệ gần gũi, ngay xung quanh mình. Từ vi tháng một âm lịch, về cuối tháng gặp chính ấn, là kỵ thần trong chuyện tình cảm, bạn là người coi trọng sự an toàn của chính mình, nên sẽ mong mỏi một thứ tình cảm bình yên, và lặng lẽ, bạn là người ghét cạnh tranh, tranh chấp, đối diện với tình cảm chân thật, nhất lại không dám mở lòng. Về mặt sức khỏe đầu năm sức khỏe của bính thìn cần phải theo sự thay đổi của tiết khí đầu xuân mới bạn nên duy trì giấc ngủ ngon mỗi ngày và luôn đảm bảo căn phòng của mình thông thoáng có gió bởi đầu xuân chúng ta sẽ luôn có cảm giác buồn ngủ tâm tư nặng nề và cảm giác thiếu sức lực người tuổi bính thìn nên ngủ sớm dậy sớm thường xuyên co giãn gân cốt đi bộ và đảm bảo mình luôn được hít thở bầu không khí trong lành trong tháng 1 âm lịch này, những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe, vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây, khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi, bạn không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, hy vọng quý vị sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng đầu tiên trong năm mới của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới, năm mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.